Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, To Glow To Our Sun, tiêu đề tiếng Pháp Un Blood Red Du Soleil, là một bộ phim truyền hình phát hành năm 2015 của Pháp do Yves Angelo đạo diễn. Bộ phim theo chân Sophie, một thẩm phán hiện đang bận rộn với vụ án của Juliet, một phụ nữ từng bị bắt vì tội bán dâm. Sau khi xem xét vấn đề, Sophie phát hiện ra Juliet chính là mẹ ruột của Leo, đứa con mà cô đã nhận nuôi từ nhiều năm trước. Điều này khiến Sophie cảm thấy lo sợ, nhưng cô không hề hay biết rằng cả Leo lẫn chồng của cô đều đã từng gặp người phụ nữ này và lên giường với cô ấy. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Sylvie Tetot, Gregory Gateboy, Matthai Bisson và Zachary Chasseriot. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của bộ phim. Bộ phim mở đầu với cảnh Juliet đang bước vào một quán cà phê trên bãi biển ở cảng Tolu Địa Trung Hải. Tại đây cô nhìn thấy người tình của cô, Pierre, đang ngồi gần đó với vợ của anh ta. Ngay sau đó, cô lấy điện thoại gọi cho anh ta, đe dọa sẽ nói cho vợ anh ta biết sự thật nếu anh ta không chuyển cho cô một số tiền lớn. Tức giận trước sự chơi chẽn của cô, Pierre nói với cô rằng chuyện của họ đã chấm dứt. Nhưng Juliet chế nhạo anh ta rằng điều đó là không thể. Cảm thấy lo sợ và bất lực, Pierre đã tự sát ngay sau đó. Luật pháp được áp dụng cho Juliet sau khi họ phát hiện ra Pierre đã bỏ một khoản tiền khổng lồ vào tài khoản ngân hàng của cô trong 3 năm qua. Với phong thái bình tĩnh và cách ăn vận mát mẻ quyến rũ của mình, Juliet bị thẩm phán cứng rắn Sophie gọi đến thẩm vấn. Trong cuộc thẩm vấn, khi cuộc sống của Juliet được đặt ra, Sophie nhận ra người phụ nữ vênh váo đối diện cô từng bị bắt vì tội bán dâm và là mẹ ruột của Leo, cậu con trai nuôi tuổi ten của cô. Lo sợ Juliet sẽ phát hiện ra và có thể sẽ thực thi pháp luật để đòi lại Leo, Sophie quyết tâm truy tố cô ấy về bất kỳ tội danh nào được cáo buộc để đảm bảo rằng Juliet và Leo sẽ không bao giờ có cơ hội tìm hiểu nhau. Chồng của Sophie, luật sư Oliver, nghĩ rằng có nhiều cách tốt hơn để đảm bảo Juliet biến mất. Vì vậy anh ta liên lạc với người phụ nữ, tự xưng là bạn của Pierre và đề nghị được giao nộp số tiền cho cô cho đến khi tài khoản của cô không bị tòa án phong tỏa. Tuy nhiên Juliet nghi ngờ và cho rằng có điều gì đó không ổn. Tại sao lại phải đưa tiền cho cô ấy nếu như Oliver không phải muốn chuốc thêm sự phiền phức? Một sự trùng hợp, khi họ cùng có mặt trên một chuyến tàu du lịch. Tại đây, Juliet phát hiện ra rằng Oliver là chồng của Sophia, thẩm phán của cô. Cô không hiểu anh ta đang tìm kiếm điều gì. Để tìm hiểu nguyên nhân, Juliet quyết định quyến rũ Oliver mà không biết rằng Oliver cũng đã sớm theo đuổi mối quan hệ tình cảm với cô ấy. Căng thẳng gia tăng khi mỗi người nghĩ rằng họ đang vô hiệu hóa đối thủ, nhưng mọi thứ chắc chắn sẽ nổ tung trước mắt họ. To Glow To Our Sun là một bộ phim tuyệt vời. Ngay từ đầu chúng ta đã bị cuốn hút bởi câu chuyện đầy ảo giác này sẽ phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của một cặp vợ chồng thành đạt với đứa con nuôi của họ. Bộ phim chuyển động chậm, được quay chân thực đến mức hoàn toàn đáng kinh ngạc và thật sự tạo ra cảm giác hồi hộp vì chúng ta không thể chờ đợi xem nó sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng sau khi xem được nửa chừng thì khán giả có thể sẽ tự hỏi tại sao Juliet không bao giờ thay đổi bản chất đào mỏ của mình và tại sao Oliver lại như vậy. Hành động của anh ta rõ ràng sẽ gây hậu quả tai hại. Chúng ta cũng không thể hiểu làm thế nào Leo lại có thể bị hấp dẫn bởi Juliet ngay trong lần đầu gặp mặt và dễ dàng lên giường với cô ấy như vậy. Tất cả sự việc chỉ có thể giải thích là do sự tham lam ích kỷ và những ham muốn của con người. Oliver theo đuổi mối quan hệ tình cảm với Juliet mà không bao giờ nghi ngờ rằng cô gái trẻ có động cơ khiến gia đình anh tan vỡ. Juliet vì tham lam mà tống tiền Pierre và Oliver, còn Sophie vì muốn giữ lại Leo đã cố gắng kết tội nặng cho Juliet khi phát hiện ra sự thật. Sự thật đó bắt đầu làm sáng tỏ cuộc hôn nhân của cô, thử thách sự khách quan trong nghề nghiệp và thậm chí cả vai trò làm mẹ của cô. Màn trình diễn tuyệt vời đến từ nữ diễn viên tài năng Matthai Bisson đã đem lại thành công cho bộ phim. Nhân vật Juliet của cô ấy đã được hình thành rất tốt, một phụ nữ cao lớn, rất xinh đẹp và gợi cảm. Đồng thời cũng là một kẻ đào mỏ vô cùng thú vị, nhưng đáng được thông cảm vì cô ấy đang bị một cặp đôi quyền lực lừa dối. Những người nghĩ rằng họ có khả năng miễn nhiễm trong việc đùa giỡn với cuộc sống của người khác.
dàn diễn viên còn lại cũng đã thể hiện rất tốt. Sylvie Tetteth đã cố gắng tăng cường các tính năng của mình để phù hợp với vai diễn có vẻ hơi nhàm chán của Sophie. Trong khi Gregory Gateboy có phần vụng về và ngây ngô, còn Zachary Chasarias thì rất trẻ trung và đẹp trai. Quá trình sản xuất của Eve Angelo là hoàn hảo, tỉnh táo và không bận tâm đến những thứ dư thừa để đi đến trọng tâm. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.